Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình giới thiệu các bạn tham gia một chương trình AirDrop nhận 6 triệu token có hiệu là AGX nè các bạn. Đây là website của dự án nè các bạn, chạy gắt mượt luôn, chạy trên nền tảng BNB Smart Chain. Đây thì nó blockchain. Khoan, để mình check qua cái website nè các bạn. Thì nó đã tổng cung của nó là 100 tỷ token nè. Thì quỹ 20 triệu BNB Smart Chain. Nó sẽ list sàn Pancake Swap, Hotbit, MC và Bitmart nha mà. Gator, OK tiếp tục nè. List sàn KuCoin, BNC nè. Hiện tại có GoMap nè bạn. Lộ trình là list sàn Pancake Swap nè. Tới tiếp tục là CoinMarketCap và CoinGecko nè. Thì hiện tại trên thông tin của nó là có trên Telegram, Twitter, Reddit. Đầy đủ nha bạn. Instagram này nọ đâu rồi. Rồi để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video, mình mở Telegram bấm nút start chatbot này mà. Thì mình thấy website của nó chạy rất là mượt luôn các bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller nha các bạn. Bạn join sao nè. Rồi bạn bắt đáp lên các bạn. Rồi tiếp tục các bạn join tiếp kênh group nè. Trên kênh seller của nó thì các bạn đánh vào gõ từ bình luận đi bạn. Good AirDrop. Rồi các bạn bắt đáp lên các bạn. Tiếp tục bấm nút chat nè. Tiếp tục thì các bạn follow tại Twitter, retweet tăng 3 người bạn vào các bạn. Trên Twitter thì các bạn thêm theo dõi nè các bạn. Các bạn xuống đây nè. Các bạn like nè. Các bạn chích dẫn cho tweet nha các bạn. Các bạn tăng 3 người bạn của mình vào tất cả các bạn gọi cộng là những người bạn của mình này. Rồi các bạn tweet lên này. Sau khi tweet lại xong thì các bạn bắt đắp lên các bạn AXXXN. Rồi tiếp tục thì các bạn bấm vào nút submit detail nè các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền lại username tại Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. À còn win VNN 9 nữa các bạn. Các bạn mở tại Twitter của mình ra thì các bạn sẽ thấy được username tại Twitter của mình nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ với BNB Smart Chain trên YouTube Wallet nha các bạn. Rồi các bạn sao chép địa chỉ BNB Smart Chain S20 của mình. Rồi các bạn mở, các bạn dán gửi lên cho bot nè. Rồi tiếp tục cùng bấm balance để check số cần mình kiếm được nè các bạn. Mới đã nhận được 66 triệu token có hiệu AGX nè. Gapper nè, các bạn lấy link gap chia sẻ cho bạn bè và người thân biết giao nè. Chương trình AirDrop này nó cho rút tiền vào ngày 25 tháng 7 nha các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình AirDrop nhận 6 triệu token AGX. Đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.